Bên cạnh các loại sữa thông dụng thì người tiêu dùng bắt đầu chú ý đến các sản phẩm được chế biến từ sữa non bò. Để giúp cho quý vị có thêm sự lựa chọn, hôm nay chương trình xin giới thiệu đến với quý vị một loại thực phẩm bổ sung có thành phần sữa non đang được rất nhiều người tin dùng hiện nay. Ngày nay, việc sử dụng các thức uống dinh dưỡng đang trở nên phổ biến hơn vì lợi ích của nó đối với sức khỏe cũng như sự tiện lợi trong nhịp sống hiện đại. Trong đó, các sản phẩm được chế biến từ sữa non bò đang được nhiều người tiêu dùng bắt đầu chú ý lựa chọn. Các nghiên cứu trong nhiều năm gần đây đã chỉ ra rằng sữa non được ví như một món quà dinh dưỡng đầu tiên của mẹ thiên nhiên ban tặng cho sự sống. Vì trong sữa non có chứa các thành phần dưỡng chất thiết yếu, các yếu tố miễn dịch và tăng trưởng được cá thể mẹ sản sinh ra trong vài ngày đầu tiên sau sinh, giúp bảo vệ và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, qua đó giúp ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm và cải thiện sức khỏe. Nhiều nghiên cứu khoa học đã ghi nhận và chứng minh thành công về độ an toàn cũng như lợi ích của sữa non đối với sức khỏe của con người. Thấu hiểu nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, những sản phẩm có thành phần sữa non bò bổ sung thêm các vitamin và dưỡng chất cần thiết giúp tăng cường sức khỏe được cho ra đời, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. Khi mà lựa chọn dòng sản phẩm cho gia đình sử dụng á, thì mình rất là quan trọng tới cái chất lượng cũng như nguồn gốc của sản phẩm, và đồng thời thì nó cũng phải đảm bảo những cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó thì mình cũng rất là xem xét kỹ lắm về cái thành phần của sản phẩm cũng như công dụng của nó có phù hợp với cái nhu cầu của gia đình hay không. Và sau khi mà được một người chị ấy đã sử dụng sản phẩm này và có cải thiện sức khỏe đó, nên mình nghe vậy mình cũng mua về cho gia đình sử dụng. Thì sau một thời gian khoảng hơn một năm gia đình trải nghiệm, như là mẹ có vấn đề về xương khớp á, thì cũng có thấy có những chuyển biến tích cực. Rồi chị gái của mình về các vấn đề về đường tiêu hóa, cũng như ông xã thì bị các vấn đề về giấc ngủ không có ngon. Thì sau một thời gian sử dụng mà thì thấy nó có những chuyển biến thấy tích cực, nên là mình mua về thường xuyên cho gia đình sử dụng mỗi tháng. Một trong những dòng sản phẩm có chứa thành phần sữa non bò được người tiêu dùng đánh giá cao có thể nhắc đến là thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline. Thành phần dinh dưỡng của sản phẩm bao gồm sữa non bò giàu kháng thể tự nhiên EG, bổ sung thêm các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như lợi khuẩn tiêu hóa probiotics, canxi cùng hỗn hợp vitamin, khoáng chất giúp nâng cao sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe cho cơ thể. Có thể sử dụng như thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho người bệnh trong quá trình điều trị bệnh. Sản phẩm Alpha Lipid Lifeline của NutriMed Việt Nam là một thực phẩm bổ sung đã được Bộ Y tế cấp xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Sản phẩm có thành phần sữa non của bò, có chứa kháng thể EG tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Sản phẩm có thể sử dụng như một thực phẩm dinh dưỡng hỗ trợ phục hồi sức khỏe, và sản phẩm được sản xuất cũng như nhập khẩu từ New Zealand. Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp xác nhận công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm, được nhập khẩu hoàn toàn từ New Zealand và phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên New Image Việt Nam.